Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sa nhân tím. Thưa bà con, là cây sa nhân là một loài cây thân thảo sống lâu năm dưới tán rừng. Thân cây sa nhân là thành bằng lá và hình mác, không có cuống, không lông, dễ trồng và phân bố lớp đất trên đất mặt, hoa lưỡng tính. Sa nhân mọc khóm nhiều cây, thành nọ cách thành kia 10 cm. Sau khi trồng 2-3 năm, mỗi nhánh có từ 3 đến 50 cây và bắt đầu cho quả. Sa nhân tím thuộc họ gừng, bộ phận sử dụng là quả. Đây là loại cây dược liệu trung và hòa và rất quý hiếm. Về cái phương thức làm thuốc trong cái dược liệu sinh học. Về nữa là đặc điểm sinh thái thì sa nhân là loài cây chịu bóng, thường mọc tự nhiên dưới tán rừng, nơi đất ẩm, thoát nước, đất pha cát, đất thịt gặp nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ và Đông Bắc. Phần thứ hai là kỹ thuật trồng và chăm sóc. Về cái thời vụ, báo cáo bà con cái thời vụ trồng cây sa nhân là hai vụ xuân, thì trồng vào vụ xuân và vụ thu, chọn những ngày dâm mát hoặc mưa nhỏ. Vụ xuân thì trồng vào tháng 2 và tháng 3, và vụ thu thì thường là trồng vào tháng 7 và tháng 8. Ngoài ra hai cái vụ đấy chính đấy ra thì còn cây sa nhân còn trồng vào cái vụ vụ đông trong tháng 11 và tháng 12. Nhưng mà cái thời vụ đông ấy, mùa đông ấy thì là thời tiết nó ít mưa, đất rất khô và độ sinh trưởng phát triển nó cũng không được tốt lắm như hai cái vụ chính. Về cái xử lý thực bì là chúng ta tiến hành phát dọn thực bì, thảm tươi, cây bụi, dây leo vân vân. Là nếu độ che tán cao trên 0,7 phải tiến hành tỉa tán để hạ độ che tán. Mật độ trồng rừng là tùy thuộc vào cái cây trồng chính và mật độ trồng sa nhân khác. Trồng sa nhân khác nhau. Nhìn chung là khoảng mật độ khoảng 6.000 cho đến 9.000 cây trên 1 ha. Cự ly đào hố cây sa nhân là 1 m nhân 1 m trên 1 hốc. Đấy, kính thưa bà con, là sa nhân chúng ta dưới tán rừng tự nhiên thì là xử lý thực bì, là tiến hành chặt bỏ những cái loại cây che tán không cần thiết. Thì cây có giá trị và không, những cây không có giá trị và cây phải là cây bảo tồn. Phát dọn thảm tươi thực bì theo cây dây bụi, cây dây leo vân vân, và chúng ta tiến hành tỉa tán để hạ độ che tán xuống dưới 0,5 đến 0,6. Báo cáo bà con là ta là tùy theo cái điều kiện thực bì mà ta có tiến hành trồng theo băng hoặc theo đám. Nhìn chung trong rừng tự nhiên có thể có nhiều cây có giá trị lấy gỗ và khai thác lâm sản ngoài gỗ thì chúng ta cần được lưu giữ, nên thường dọn thực bì và trồng sa nhân theo đám. Báo cáo bà con đào hố theo cái kiểu so le nanh xấu và cách gốc cây rừng chính là 2-4 m, tùy thuộc vào cái độ che tán rừng và khả năng tỉa tán cây trồng chính. Báo cáo bà con là như vậy. Tiếp theo là cái chăm sóc. Thì cái vây chăm sóc sau trồng là ở phương thức này thì chúng ta phải chú ý duy trì độ che tán ở cái mức dưới 0,6. Đây thì xin thưa bà con về cái trồng cây thì chúng ta dùng thuốc bới lại các hố đã được bón lót khi làm đất, đập đất và cho nó nhỏ lại, trộn đều với phân lót. Dùng dao nhánh hay một cây con thì lớp, sau đó là ta lớp đất từ 6 đến 10 cm và giấm chặt gốc. Khi trồng nếu gặp trời nắng thì chúng ta phải tưới thấm nước ngay để tránh cho cây mất nước và dễ tiếp xúc với đất được tốt.
Về cái phần chăm sóc cây sâu trồng ấy thì chúng ta phải cần tưới nước. Cái sao nhân tím là loài cây ưa ẩm này, vì vậy trong trồng trọt cần chú ý khâu tưới nước, nhất là khi cây còn non. Khi trồng sao nhân tím thì nếu không có mưa, đất khô phải tưới ngay trong vòng 2 đến 3 tháng đầu, cần thường xuyên tưới nước để đất luôn giữ ẩm cho cây và giữ giống cho cây giống giữ được tươi mới có thể là nảy mầm được. Tiếp theo ta khi cây chồi mọc lên khỏi mặt đất cho đến khi đẻ nhánh tạo thành khóm nhỏ thì việc tưới nước giảm dần, thậm chí không cần tưới nước nữa. Tuy nhiên, nếu thời tiết khô hanh nắng nóng kéo dài thì cần phải tưới để cây sinh trưởng phát triển tốt. Thì báo cáo bà con cách tưới thì chúng ta tưới lúc cây mới trồng ấy thì trực tiếp vào cái gốc. Khi cây đã mọc và thành khóm rồi thì chúng ta thành khóm nhỏ thì ta nên dùng vòi phun lên cả cây. Xin thưa quý vị và bà con về cái trồng rậm, về cái trồng rậm này vì một cái lý do nào đó, do cái chất lượng giống hoặc là do cái khâu chăm sóc và bảo vệ, do cái chúng ta trồng mà nó ấy thì một số ví dụ như một số cái khách quan hay chủ quan khác ấy, thì chúng ta cũng cần phải, nếu mà cây nó bị chết héo hay là ấy thì không mọc chồi thì khi phát hiện thấy thì cần phải lấy các cây giống dự trữ để chúng ta hoặc là tách bớt những cái cây gốc ở cái cây mấy cái năm trước nó đang nảy chồi thì chúng ta là trồng rậm vào cái những cái khóm và những cái cây mật độ nó bị chết. Về cây trồng rậm ấy thì cần chú ý chăm sóc tốt để cho cây nhanh hồi phục và nảy mầm. Thì báo cáo bà con là chúng ta làm cỏ bón lót, bón phân. Tiếp theo chúng ta làm cỏ bón phân cho cây ấy. Thì làm cỏ thì báo cáo bà con là cách làm này là dùng, mình có thể là dùng cuốc rẫy bỏ cỏ những xung quanh gốc sa nhân, thì ta cũng có thể là dùng tay nhổ. Tiếp nữa là do cái cây sa nhân mọc không cần vun gốc, cỏ dại giấy ra thì phơi dưới nắng sẽ khô sâu thành mùn cho đất trong vòng 1 đến 2 năm đầu tiên. Thì khi cây sa nhân chưa phủ kín mặt đất thì cứ 2 đến 3 tháng là chúng ta làm cỏ một lần, thậm chí trong 6 tháng đầu tiên thì chúng ta làm 1 đến 1,5 tháng một lần. Thì trước tiên là chúng ta cái khâu làm cỏ một năm có thường là mình làm 2 vụ, trước mùa mưa và sau mùa mưa, thì báo cáo bà con là như thế. Thì về cái bón thúc thì mỗi năm nó bón một lần. Năm thứ nhất thì có thể là bón thúc bằng phân NPK 10, 15 và 13 với lượng 1 tấn trên 1 ha bón vào tháng 6 hoặc tháng 7 sau khi làm cỏ. Còn cái năm thứ hai và thứ ba thì mỗi ha chúng ta bón 1 tấn NPK cộng thêm 1 tấn phân vi sinh trộn đều bón vào tháng 3 trước khi ra hoa. Cách bón là rắc đều quanh gốc. Khi sa nhân đã mọc đầy thành thảm thì rắc phân toàn bộ diện tích có cây sa nhân. Đấy, báo cáo bà con là như thế. Xin thưa bà con là làm vệ sinh vùng trồng cây sa nhân. Trong quá trình chăm sóc và sa nhân thì hàng năm phải chặt tỉa bớt các cái cành và cây che bóng. Thì sa nhân trồng thuần loại thì ta nên làm sao cho độ tán tre tổng số chỉ vào khoảng 30%, không để vượt quá 70%. Trong vòng đời của cây sa nhân thì mỗi nhánh chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 2 năm tuổi. Như vậy hàng năm sẽ có các thế hệ các nhánh già tự chết đi, và để tạo điều kiện cho cây ra hoa ra quả tốt thì chúng ta cần cắt tỉa những cái nhánh vàng úa và sắp tàn lụi, thì bỏ bớt những cái lớp thảm mục dưới gốc nếu thấy quá dày. Cái công việc cần thiết tiến hành vào cái tháng 2 và tháng 3 hàng năm thì trước mùa ra hoa quả đầu tiên. Xin thưa các quý vị và bà con về khâu bảo vệ của cây sa nhân thường bị trâu bò dê vào ăn lá. Khi cây sa nhân có
quả thường bị các loài rùa, sóc, nhím và chuột vân vân các thứ đang ăn quả. Chúng ta cần phải làm cái hàng rào bảo vệ toàn bộ cái diện tích trồng cây sa nhân. Thì cái về báo cáo bà con cái vật liệu ta làm cái hàng rào thì cần giữ được lâu bền như cái dây thép gai với cột bê tông, hay là giáo bà con là cái phần tiếp nữa là chúng ta phòng trừ sâu bệnh. Hiện tại chưa phát hiện thấy các cái sâu bệnh hại sa nhân tím trồng ở một cách đáng kể, ngoại trừ những cái giai đoạn cây còn nhỏ 3 đến 6 tháng tuổi thì bị bọ rùa nhỏ ăn phần thịt lá non và một loại sâu khoang nhỏ cuốn lá non. Tuy nhiên, ta cần phải tiến hành theo dõi thường xuyên, theo dõi và thăm vườn, thăm nương thường xuyên để có cái biện pháp phun trừ sâu bệnh hại cho nó kịp thời từ ngay khi cây mới phát sinh. Cuối cùng là cái phần thu hoạch và sơ chế, báo cáo bà con là sau khi trồng khoảng 3 đến 5 năm thì có thể là đào, có thể đào để lấy củ vào các tháng mùa đông là tốt nhất. Thì chú ý khi thu hoạch cần kết hợp lấy dây thân làm hòm giống, dùng cuốc lớp, chúng ta dùng cuốc lớp kín đất vào cái gốc cây vừa khai thác để mọc thành bụi mới. Xin thưa bà con là về cái củ để thu hoạch về phân làm thành 3 loại. Loại A thì đường kính củ từ 1,2cm trở lên. Còn loại B thì đường kính củ từ 0,8 đến 1,1cm trở lên. Còn loại C thì chúng ta thường gọi là cái loại 3 thì đường kính củ nhỏ hơn là 0,8cm. Thì xin thưa bà con là sau khi thu hoạch thì chúng ta sẽ rửa sạch đất, tưới bỏ phần lõi cứng của cái củ rồi đem về phơi khô để giữ cho lâu dài. Còn cái phần thu hoạch quả thì bà con ta cần lưu ý là chúng ta phần phải chọn những cái quả nó già. Quả già đủ tuổi, xong rồi chọn cây củ quả già phân loại ra thành 3 loại. Xong rồi chúng ta có thể là mang về sấy trên gác bếp hoặc là có thể tỏ sấy. Thì xin thưa quý vị và bà con là trong cái quá trình trồng và chăm sóc cây cây sa nhân tím ấy, thì tôi xin khuyến cáo quý vị và bà con nên là quan tâm về cái khâu chăm sóc và bảo vệ. Cái thứ nhất, chăm sóc và bảo vệ cây, chương trình cái mô hình cây cây sa nhân. Cái thứ hai là chúng ta nên đầu tư về cái ngoài cái phần Đảng và Nhà nước quan tâm và hỗ trợ thì bà con ta nên đầu tư thêm cái phần chi phí cũng như giống với lại vật tư về cái phân bón để phục vụ cho cái mô hình nó để cây nó tốt hơn. Với lại sau này là khuyến cáo bà con nhân rộng cái điển hình mô hình, nhân rộng cái diện tích để tăng thêm thu nhập sản xuất cũng như là về cái góp phần sau đó giảm nghèo trên cái địa bàn. Cuối cùng là tôi xin chúc quý vị và bà con thành công tốt đẹp.